Nào, cái gì? Chặt We hết are mấy đập cái vàng cây đi. nè. We are đập vàng Điên à? nè. Đừng Đi ngủ gì? gỗ cái gì Ngủ này, gì đây? gỗ đầy giường này, dừng cái này, đừng có đập nhà bọn nó. Cao, cao lắm. Cao cái gì đấy, đừng có đập nhà bọn nó. Mẹ đấy, em chơi đàng hoàng, đừng để tôi phải xin lỗi anh giết ông. Ôi thích mẹ, Tôi đau. khi không muốn giết ông đâu, nên là ông đừng có làm trò. Ông muốn giết tôi vẫn đái rồi, ông đừng văn vẻ. Tôi biết thừa ông muốn giết tôi mà. Ông im sờ đi. Lên đây nào. Ôi thích mẹ, thằng dân làm dậy đi qua nó cũng luôn cả cái dìu mình ạ. Ông ghen đâu. Đấy làm gì? Không được Đằng phá sau ông, ơ nhà. thế ông định xây ở đâu? Ông định xây ở đâu mà Đây, chỗ nói? này đây, chỗ này đây, chỗ nhà vệ sinh công này. Ông đi, đéo gì xây luôn. Sinh thôi. Mẹ không muốn hết chỗ à? Chỗ này view đẹp. Nhưng mà mình phải Nhưng chặt hết mấy cái cây quanh đây á. tôi đáp mẹ quả trứng đi đâu? Vừa đấy đáp nó vỡ mẹ luôn thì còn đi đâu nữa. Ơi đi cái gì ấy? Giật cái mình á. Chỗ. Chạy Gì đâu. chạy 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 Đừng chừng nào chậm Chặt hết tới. cây quanh đây đi. Nhưng mà cái làng này chắc chắn là sau này sẽ có cướp tới. Cướp, có cả cướp vào cho mình là Có. cướp chứ còn đéo gì nữa. Bọn Đét này kia lâu bọn này là rồi. cướp hay sao? Mình là cướp chứ còn đéo gì nữa. Nếu có nhà ai bị xây giữa rừng, cái làng nào xây giữa rừng, đây là cái trại của bọn cướp. Mà nhìn nó Cá. đúng cái thằng chột mắt trong kia, đúng là cướp mà. Thế mình phải cười làm việc tốt Làm việc tốt thôi. kẹt. Đạp xuống phá nhà nó. Nhanh lên. Hả? Phá kẹt. Mình là đóng đóng da đi bò à, em là ghé thuốc rồi chị mèo đây là chị Kẹt Vanda đây chị mèo. What Vanda the à, fuck? cho gỗ vứt hết gỗ đây nhá. Rồi vẫn lấy gỗ trong đấy đi. Chặt hết cây quanh đây để mình lấy cái mình cắm hoa lên à. Bật mấy cái bí ngô ạ, nhớ rồi, tao có bí ngô ở đây này. Em đã Tôm hết. này. Thịt gà này. Ai làm một cái gì ấy đi, ai làm một cái làm một Làm gì thì cái mà nói cái không nói gì tôi biết bàn chế tạo. mấy anh chị giật lại mới nhìn À đây, kìa bàn chế tạo mình ok có. đây 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 Tổ đây ba thằng điên này mới đến làm trò đéo gì. thầy Làm trò gì ấy? lấp mẹ cái giường mình vào cắm cắm bông hoa lên cắm bông hoa lên đánh dấu đánh Ờ, dấu đánh đánh dấu dấu bãi gì đồ đấy? cầu báo Một sau bãi này có đồ gì trả ơn cho dân làng trả lên. ba chị sau đó sau này nó sẽ cải thiện lại chuyện gì ba cái ta vặt để lại kho báu Đấy, đấy bàn chế là tạo này làm gì làm đây cầm cầm làm gì cầm không cây ở đây đây, chỗ này chỗ xây nhà chúng tôi cầm cây à? Đừng có xây đất lên đây đâu anh mẹ. giết mẹ bàn đạp đi Đâu đó đấy này dìu của cho ông này thằng nào chặt mạnh đấy cái cây kiểu gì này. Tao bảo nó không chặt cao đâu, thế kia thì chắc cái đéo được chặt dựng nó lên nó chặt ở đi đéo gì cái chuông bèo xuống đâu ấy cái chuông á cái hổ đâu đó chặt đâu đâu đi hết cây quanh đây đó đi. đấy thì cái chuông này mẹ chuông chuông tất cả đập nhiều bố mình gọi đập mẹ ra Chặt hết cây quanh đây đây. Mình điên à. Tôi đang giao kiếp nhìn lặng Giao kẹt. ông không biết là mẹ trong Genshin là nó có học tiếng Hi Hi nên tôi học Hình ngữ là được gì? Hình là gì nào? Hình là gì? Clinton ạ? Hình là gì chứ? thì mẹ cái này cao thế cây tầm cây Dựng chống đất xuống dưới đất, nó đứng lên mà chặt. đâu tôi trồng gỗ xuống hả không Trồng nhỉ gỗ ấy, này, xong rồi trồng gỗ xong rồi chặt đi. ừ đúng rồi Đây, đưa đưa hai giống này em đi làm nông trại. Nông chạy, à, mày đi làm một cái ruộng đi. Mày có xô nước chưa? Chưa. Thì Mẹ xô xô nước. nước tao bù phút cho mày rồi lại bỏ chưa? What the fuck? Anh giết em rồi có.
Ừ, nói chung là mấy ông chặt hết cái đống cây quanh đây nhá, để tôi làm một cái ruộng. Không, không chặt. Hả? Tôi làm ruộng. Ai có sắt không? À đây, tôi có số nước rồi, tôi có số nước rồi. Ơ đi mẹ, thế hóa ra ông là người Nhật à? Đéo hiểu. What the fuck? Ông có cây nhò bên đường này. Chơi sắp tối, chơi sắp tối rồi, đi về đi. Cái kéo gì đấy, cái kéo gì đấy. Cái to nhất. Thì mẹ đứng vào cây nhò bị... bị gai đâm ấy. Thôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ đây, đi ngủ đây. Đi ngủ ăn, đi ngủ ăn. Đâu nhà mình đâu, nhà mình đâu, nhà mình đâu. Ờ mỗi mình có nhà ở lều lều. Đây tôi có nhà. Tôi ở tạm ở nhà thêm hôm nữa anh nhá. Đạt ngủ đây. Vì anh ngủ đây. Đây. What the fuck vì đá vì spam. Địt mẹ đấy. Ngủ đi Vy anh nghe nghe. Ok. Game này nó có chức năng tự đá. Ờ spam. Mẹ. Có ngủ. Kích em không? Rồi gà anh kích em không? Bạn cái gì? Anh kích em không? Trong khi mày đang làm nhảm linh tinh thì tao... Được chưa? Sáng chưa? À, sáng rồi. Rồi. Mẹ nó tỉnh nó sáng rồi. Còn đợi gì nữa? Tôi sẽ đi tôi làm một cái này đó. Tôi đi làm một cái ruộng. Để mình có... Đây, ông trồng mía không? Trồng mía không? Đấy. Lấy mía không? Lấy mía làm gì rồi? Lấy mía, cần đéo mía. Có đồ ăn cho mía. Làm bánh. Đằng kia có cái gì cơ? Đâu. Đây này, hướng này này. Đây, đâu. Cái gì? Đấy, đằng kia kìa. Đèn đen đúng không? Ừ, cái gì vậy? Đi. Ông chừng nhà cũng cướp đó. Ây à, đau nhờ. Đừng nhảy xuống, tôi chết. Mẹ xong, cứ quen mấy cái game mẹ nhảy đéo mất máu. Như nó cổng cổng ngục ấy, mà bị làm dở ấy. Thế gì vậy? Thì ra mấy cái đó, cái đó bình thường mà. Bình thường kéo đi. Bình thường, em đi gặp hoài. Bao nhiêu năm trên đời đấy. Cá. À, cái này là dung nham nó chảy xuống như thế. Ôi lấy. Có cốt sắt mà, mình có cốt sắt mà. Lấy không? Thôi, cốt sắt cả đào cứt này. Cái này rồi, mẹ mình dung thác điện thạch này. Nào thật đi, không được. Đi tìm nhà cung cướp không? Bây giờ mấy mình đi tìm nhà cung cướp đi. Sao mấy viên này lạ nhỉ? Thôi kệ đi. Thấy nhà xong nói chuyện. Ôi lấy được cái này làm mấy cái quặng này. Nó là phôi. Đâu cứ lấy đi, không lấy được bao nhiêu. Xong quay về nha. Đạt mày công việc của mày là chặt cây đấy, chặt cây đi. Éo. Anh nghĩ anh là ai ra lệnh cho em? Tao là tao. Tao thì là tao. Kệ nhớ đi, nếu có tầm hết. Phôi cái này điểm gì nhỉ? Không biết. Cái này là mới update bản mới chứ bản cũ đéo có. Phôi chắc cũng phải làm được nhiều kiểu cuốc quặng các thứ, cuốc kiếm các thứ nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ xây một cái ruộng ở chỗ này. Còn nhiều làng nữa không anh? Anh? Còn nhiều mà còn nhiều làng nữa không hả? Còn nhiều làng nữa không hay chỉ có làng này thôi? Chắc là còn nhiều, không biết. Còn làng sa mạc rồi các kiểu. Ờ đúng rồi. Em sẽ đi tìm một cây núm để làm nhà núm. Thôi thì mày ngáo vừa rồi. Hoặc mày chặt cây cho ta đi, khổ mãi. Cái gì đấy? Mày bị điên à? Nhìn già. Mà anh nửa vót Naruto mà anh. Một kẹt. Naruto, gà Sengan. Uầy, bên này có dịp nhà. Đưa chén với xô ấy. Xô không đéo gì? Đưa chén với xô đem làm ruộng. Đây anh làm rồi, mày chặt cây, mày để trong hòm một cái. Đưa chén với xô. Mệt mỏi mày lắm mày. Không ai nung sắt luôn kìa, Khó đâu mà nung. Cuối cùng cái này để làm gì? Cái chuông hả? Nè, nghe rồi. Sao lúc ấy nó hiện công thức làm phôi cơ mà nhỉ? Sao giờ nó lại chỗ làm cái gì? Bởi vì nó phế là làm sao nữa? Thế phải vô lý. Vớ vẩn. Ông đừng làm với cái việc vớ vẩn nữa, anh ạ. Nó vừa hiện cái hình phôi màu này mà nhỉ?
Master baby. Ok. Quốc làm cái quốc. Ai muốn vào địa ngục không? Vào địa ngục. Oh. Làm đéo gì? Ôi. Quả mọng ngọt này ăn được á. Ăn được rồi. Nó sẽ là một nguồn lương thực chính. Giờ mình phải đi lấy nước. Ủa sao nhìn nó khác nha, mà nhìn nó đất nó đào khác. Bởi vì nó chưa có nước. Ui. Mạnh ơi. Mạnh ơi, mạnh ơi, mạnh lắm mạnh. Cái gì? Cái chỗ lúc ấy ông với tôi đi ấy. Làm sao? Có một cái dương. Dương gì? Nó có gì? Bốn quả những dưa hấu màu vàng vàng, một quả táo vàng, hai cái xẻng vàng, unbreaking 1, unbreaking 2, một obsidian và một cái đánh lửa. Vãi cả cực. Phế thì cứ gọi là vãi cực. Xẻng unbreaking đấy, xẻng vàng đi mà, nhưng mà xẻng vàng đi. Đào vèo vèo ghé chứ. Địt mẹ, xẻng vàng. Vèo vèo vèo. Nếu mà mạnh đi không trích dương, nếu hiểu không rút kinh nghiệm này gì chơi Genshin à? Thôi tôi đi tìm những cái dương này trên thế giới đây không ạ? Dương tạm biệt ông. Tôi đi tìm nguyên thạch. Tìm kho báu à? Tìm kho báu đây. Bye bye mạnh. Kho báu ta để ngoài cái gì hết. Tôi đi đây. Bye bye mạnh. Đi tí TP về đây. Nếu mà mày đập quần sóc được đéo như hậu. Quái lên mà bắn tay bay gà gà. Nếu mà mạnh đã có quần sắt rồi. Cái gì? Đã mặc quần sắt rồi đéo kiểu. Quần sắt gì? Sắt gì? Quần sắt ấy, quần trắng ấy. Ai? Quần sắt. Ai? Đâu? Quần mạnh. Đấy đâu ra? Có bị ngốc cả nào? Sao tôi thấy ông mặc quần trắng trắng gì? Em mặc mà. Ai có hạt giống thì ra đây trồng cây nào, trồng lúa nào. Mẹ thằng Đạt nhá. Đạt đâu rồi? Phải biết lo cho bản thân mình chứ. Đạt đâu? Đạt đấy, Đạt đấy. Có ai có hạt giống không? À, có hai cái hạt giống bí ngô. Tôi mang về đây. Trồng hai hạt giống bí ngô trồng làm gì? Bí ngô trồng làm gì? Bí ngô cũng đồ ăn. Fuck, bí ngô mà ăn được á? Ăn được, ăn được. Chào. Ăn được. Áo không mà nó biết ngồi chế đội thôi. Đội đầu nhìn ngu quá. Mạnh bật keep inventory chu đi. Không. Hình như là cái đầu biến ngô con gì sợ mạnh. Cái đầu biến ngô con gì sợ. Đội 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 đội. Mà chống cái đầu men nhưng mà nó phế lắm. Nhưng mà khó nhìn lắm, khó nhìn á. Mày không kia đi đéo đâu hết. Mạnh ngáy to thế. Mẹ mạnh ngáy to đéo chịu được. Ok. Đây 229 cát. Đi mẹ từ đấy tầm tắt quay mình không bật lại. Mình tạm dừng quay. Ôi, mình đi mình không bật lại nữa, nên là không biết là mình tạm dừng từ lúc nào, nhưng mà bây giờ mình đã xây xong cái đống này. Ôi vậy là em nghĩ là anh nên bỏ cái dương cái mấy cái chỗ lò để đâu nhà mày nhỉ? Đang nung cát cái. Tìm đi, đừng hỏi tôi. Tôi mệt lắm. Lo để mấy này này. Đéo hiểu. Có thế mà không nhớ. Đừng con có xây bên dưới này nữa để tôi lắp lại. Khổ quá. Đéo thì xây gì? Cái mẹ ông. Tường đá. Loanh quanh. Ừ, đừng là làm gì. Mấy tiếng hồi, hồi, hai tiếng hồi. Chưa xây thủ xong cái móng ở nhà. Thôi, đi nào. Đâu phát đi, nhưng có nhân lạc ở đây. Cũng về, cũng về. Đâu phát đi Đạt ơi, nói thôi. Mẹ ơi, nói thôi. Tao điên lắm rồi, tao cắt đi. Ôi, đi mẹ thằng Đạt. Bài chết. Giả lập chết à? Bài. Ôi kìa, ôi đi bà con bắn khung. Cái gì con bắn khung? Con skeleton hay là thằng cướp? Skeleton. Cái đàn này em không biết chừng nào cướp vô. Cướp nhớ. Ôi giúp mẹ. Ôi Enderman. Thì mẹ về có vẻ thiếu gỗ đây không ạ? Mẹ tôi cầm vô gỗ. Gỗ trong tiền đầy không ạ? Nếu mình thiếu. Không. Chết thì không chết. Thế cả ông không biết đường mà cầm gỗ ra đây bất vào người tôi à? Thế thì đang đi đào cát rồi đi, đéo hiểu, à, phân thân là đéo được Naruto. Càng đào cát càng tốt, bởi vì càng đào cát thì nhạc càng đẹp.
Ông thích kiểu uống nhà kính à? Đúng rồi, kiểu uống nhà kính. Trái đất nó nóng lên toàn cầu. Chỉ vì những người như mạng. Nhưng mà thôi, thằng đạt chết liên tục rồi, đéo Đạt hiểu mày gì ra cả. cái đéo rồi đấy. Nhận lag bởi vì BK với Enderman. Đi, các mẹ tao nghe tiếng Enderman ngay gần người. Ngay gần đây luôn, có gần đúng rồi. Giết cái này nó gần hết máu rồi đó. Kích. Em đánh nó nãy giờ. Đánh cái kích Enderman rồi full giáp. Thì mày đang đánh với nó chứ. Chưa full giáp đừng nói chuyện với nó. Phàn. Chỉ có một con à. Vậy yeah, mình farm mắt Ender hay là bằng cách nào? Thì mình khi mình có giáp rồi mình farm. Giáp gì mới farm được? Cái gì? Dâm da. Trong ngày có ai đã từng phá đảo con đi mày chưa? Chưa. Đó, rồi. Không biết phá đảo chưa? Đánh được Ender chưa? Rồi. Có. Đánh nhưng mà đánh thua thì vẫn tính là đánh rồi đúng không? À ông mạnh khoe chứ vậy phải không, khoe mình lộ lộ Yeah. Nhưng mà lúc mà thấy 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 anh nói là anh phá đảo rồi cũng không dám nói gì nữa. Thì ra là vậy. Gì nó cũng hơi đẹp đấy. Cũng hơi đẹp đi cầm hết ai mà chặt chỗ đây chặt cái cây đi này à, cây thì để gần nhà này em sẽ làm một chỗ đi chiêu để qua chỗ để chiêu mày cứ làm đàng hoàng đi đá này thử rác phất mực nhưng mà bây giờ quan trọng bây giờ muốn có cửa ở đâu. Đây cửa, tôi có cửa mà. Tôi vừa lút của dân làng. Cửa thì làm được, nhưng mà cửa hướng nào? Ngổ. Hướng Tây. Hướng Tây. Hướng phong thủy thôi. Phong thủy nhà tôi hướng Tây mà. Tây kìa. Để tôi xây lên xong á. Được đạt đâu? Mà đây. Cửa lấy gỗ trong hòm ra làm thành gỗ xây tường này cho anh. Hình gì tự nhiên nấu tới đó mất tiêu. Cái gì? Mình sẽ làm thành cái gì? Làm thành gỗ. Mình sẽ gọi là nhà nhà hàng xóm đối mặt với nhà bên này nhá. Mình là con nhà người ta. Nhà mình ở kiểu là hàng xóm của nhà kia. Ờ đi các mẹ, không được, không được. Ừ, để sau đi, cứ xây đây đó. Đi lại scan lên tình nếu mọi ngày thôi. Ây da, đau nhỉ? Ui thôi thôi thôi, chiêu 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 chiêu. Đang ít máu. Bố mà cho mày biết thế nào vạn kiếm quy tông à? Ôi, chết cổ rồi à, đi. Gì? Sao chết? Ai chết? Kênh là tình. Tự chết mẹ rồi, tự hủy rồi. Đang định chém không? Xin đã giết được mình. Đạt ơi, còn gỗ không? Không, không bao còn hơn. Trong hồng còn gỗ nào? Chúng ta không, bảo nhiều lắm không mà. Ai biết ai bảo? Không anh. Không biết còn gỗ không? Không. Thiếu gỗ rồi này. Đi chặt cây ở đây. Đang lấy cát. Khai thác cát trái phép ở Quảng Ninh. Thôi được rồi, cát thấy đủ dư rồi đấy. Không biết thì đéo nào dư, không biết tôi ấy bao nhiêu không, không nói dư không nói. Ủa Quảng Ninh thì em tưởng có khai thác than không à? Thế chú, tôi trẻ chia sẻ sự đời thôi. Đi bé thằng ấy nó vào nhà mình, nhà đang xây thôi. Để cái đi vòng. Năm tân ra xong. À hay đi mình làm cái hàng bảo vệ ấy nhỉ, hàng bảo vệ bằng bằng cây quả dại này nhỉ. Đi. Vừa đẹp lại vừa ăn được. Đi ừ, đúng không? Vừa đẹp. Mình thế cũng gọi là hàng bảo vệ chứ. Đợi mình xây xong rồi mình sẽ xây cả một cái hàng rào bao quanh cái khu này. Đấy, hàng rào cây này. Mạnh đâu à? Để tôi vứt đấy nha. Hàng rào thường thôi. Gỗ ông gấp ở trong hòm đi. Mấy gỗ. Không cát mà. Để tôi nôn vào mặt ông ấy. Cất trong hòm. Đi mẹ cái xây chỗ vườn ngu lắm chịu được. Vườn có chỗ khác đi. Mỗi chỗ này. Chỗ nào? Đầy chỗ đi.
Đâu mạnh rồi. Bảo xây nhà xây được cái đéo rồi. Đây đây, cái nhà đùng đang xây dở đây. Hết gỗ mẹ rồi này. Đó. Hết mẹ là gỗ rồi. Đi con mẹ. Ông bảo ông có nhiều gỗ ở trong hòm lắm cơ mà. Đéo thấy cây nào vậy? Mẹ ông dùng như thế này thì là tốn. Xây được chưa được nửa cái nhà, đéo hiểu. Kêu là mẹ mình to. Đéo anh nào ông xây nhà to như thế này. Mẹ xây. To, cái nhà này mà to ạ. À. Nhà này mà to là hứng. Đéo hiểu, to hợp anh. Ông nhìn nhà tôi mẹ một người ở mẹ. Nhà đéo này mà to à. Này cầm cát này. Cho nó trong nó mà lung lên. Ông ơi, bây giờ ra thấy có một cái chỗ nó bị thủng lỗ chỗ cho xem. Đây đạp ra làm chỗ để mình cắm trại. Đạp thì chắc nó đạp tác dụng hơn đúng không? Đạp đây, cái này đạp. Sức tần, sức tần. Thôi nhét tham vào đây đi. Nung đi. Đừng làm tròn nữa. À, mà đủ 3 cái tường chưa? Hiện tại đủ 3 cái tường chưa? Mẹ ra nhà ấy nhờ có hết. Mang giường về đây đấy, bắt đầu mà cầm giường về đây đi. Nhà mình kéo. Bắt đầu đặt giường rồi. Bây giờ cần gỗ đây này. Mẹ chặt gỗ đi, khổ máy. Đấy, 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 cùng người chưa? nhà như con kẹp ấy. Cho xin tí gỗ làm cuốc ấy. Đéo còn tí gỗ nào mà làm. Thế đây tôi làm cho, tôi nhiều gỗ. Từ 64 stack gỗ xịn ở trong người. Còn mẹ gỗ đâu? Đây là này. Anh cho cuốc mình đi chặt này. Đặt đâu ạ? À? Ông đi này, lấy gỗ cho tôi đi, anh ơi. Đấy, đang làm díu. Mới chặt được gỗ chứ. Gỗ phải gỗ tùng nhá. Đóng gỗ tùng, gỗ gì mà à, tôi để cây vân sam nhá. Gỗ tùng mới chịu hả? Gỗ tùng mà gỗ gì? Gỗ tùng mà màu gì? Chứ nó không khác màu nó xấu lắm. Gỗ tùng gỗ gì? Gỗ cây vân sam. Mẹ tôi dùng tiếng anh thì đổi biết thì đéo đi. Đéo. Lười á. Lười kẹt. Đâu gỗ như nào? Gỗ cây vân sam là cái gỗ màu đen đen này này. Có mấy cây đâu cứng này. Đây này cho mày cái cuốc nữa này. À cái rìu này. Ủa hồi em có phải đào mỏ rồi mà cho cuốc? Nhầm, dìu, ơ không. Mày bị đào mỏ thôi chứ không phải mày đào mỏ. Thật tí giờ. Anh đặt cái chuông, anh có thể đặt cái chuông vô đây. Gì chuông cũng phải đặt cái chuông rồi. Đặt chứ giữa cái khe này. Hay là mình thủ tiêu người sắt thôi ai? Thủ tiêu người sắt. Đấy nó còn bảo vệ làng. Đặt, chả thấy bảo vệ đéo, đéo đặt, đi thật là ngu thế, đéo đặt được, đạt ạ. À, đây đây đưa em. Đây đó. Đấy. Trời sắp tối à. Đi đến quá. Đéo hiểu. Đó kìa. Mẹ cuối cùng mình có thể tự đi chặt cây à, khổ quá em. À. Tối tôi chặt đéo thì ông điên à, mẹ làm thế thôi, bọn tôi đi đào cát rồi ông chả làm được cái đéo này cho đời. Xây gần xong cái nhà rồi kìa. Khổ vãi cứt. Mệt quá. Gỗ gì? Đéo biết gỗ gì. Cái gỗ tôi đang chặt đây này. Biết được gỗ ông đang chặt được gỗ đéo nào. Ông đâu? Tôi về đi ngủ ấy. Đồ gỗ nào cứ cho tôi xem mẫu nghe. Mẹ xây của nhà vướng hết đường, cửa sổ đâu có, bí lắm. Đâu cửa sổ từ từ mới làm chứ. Xây được cái khung nhà thằng ạ. Tôi về đi ngủ ăn. Mất công con bí như thế này. Thằng ai cho mày ngủ, đứng dậy. Chỗ này khổ thật đúng. Đất làng, thức đi. Về ngủ nào. Thằng ông hay anh đâu. Đi anh. Đấy. Ngủ nhanh. Giờ ê zombie nó giết chân làng. Nhanh lên. Mẹ. Mẹ anh. Rồi một con zombie, một con nhân làng đó chết rồi. Mẹ. Ngủ đi để không zombie đỡ ra. Thôi mẹ. Zombie ra đi giết làng chết rồi. Chết với em dưới tên làng. Theo kiểu.
Chi ra bên làng nó tác dụng đéo đâu. Sau này mình nuôi nhân làng đó. The fuck sao vậy rồi? Đéo nuôi hiểu. Để làm nghề để mình làng trao đổi. Ít người gì? Mỗi lần muốn cho nó đẻ là phải trao đổi đà, trao đổi nó full cây. Kìa, để con biết. Mẹ à. Anh vào đi ngủ đi cứ đứng. Anh đâu? Anh cái gì này? Chặt cây gì ấy? Có mạnh đâu? Dạ dạ, no. Mạnh đâu? Cái gì? Đâu rồi tự nhiên. Đây này cái cây này này, cả một cái rừng cây trước mặt ông này, đây này cái cây này này. Đốt kim nhàm, đốt nhàm đi. Đâu rồi, đâu. Tìm. Thì cháy hết tất cả. Đâu? Đâu thấy mạnh lắm. Mạnh đâu? Tao ra đây, đâu nữa. Tao tưởng đi chặt cây, dịt cái tim. Chặt cây gầy rồi cái này. Trong cái mẹ mồm. Ôi nhà đâu nhỉ? Đâu tới nhà được, thôi kệ đi chặt bừa. Chặt bừa. Làm đồn gì đấy? Ai? Ai? What the fuck? Đi cả mẹ. Đi. Ôi, cắt phăng. Của mẹ mày quá. Đi. Lộn nhỉ? Ôi, bây giờ bị dính dung nham rồi. Cái cây này mẹ đang... Đã bảo nó đừng có gặp mấy cái cây nữa. Đau quá. Đang lấy quả. Quả nó cứ đéo rồi, ăn thức ăn thịt. À, thịt trước đây. Cây là hai mặt. Nhưng quả đấy ngon. Tôi tin quả chua chua kiểu này. Cái cây đấy như da su ấy. The fuck. Bởi vì hai cái không liên quan nhau. Đi. Cái này ăn chua chua ăn thích lắm mày ạ, thật. Cái gì này? Ôi đi mẹ! Đặt cây xuống lại đéo hiểu. Có, đéo có mà ăn. Đặt cây xuống. Đập hết cây. Đéo hiểu độc ác, mạnh độc ác đéo chịu được. Còn nó cũng không mong yêu. Cần chết mẹ. Bởi vì còn là bảo vệ nữa. À, em không có nói gì hết. Mẹ ơi. Đang đập kéo gì đấy? Đập cây thì mẹ hỏi. Đập cây cái gì? Đừng ra làm gì, mày đào cái này làm gì? Hả? Để cho cái chủ của anh á nhìn có vẻ nó ấy hơn. Không cần. Thằng đàn ta năm cho không đâu. Mày làm cái lời quả là mày đi chập cây của tao đi. Chứ nó có ích cái gì. Hay là mình đổ nước dưới đây. Hay là mình đổ nước dưới đây rồi. Đéo có đổ nước vào đâu hết. Cái mấy cây này cao nhỉ, kéo chọc nữa. Cao, kéo với nè. Cao thì trồng lên. Ôi mệt lắm. Mệt kéo hiệu. Làm một cầu kỳ kéo chữ được. Phải cầu kỳ chứ. Thôi. Phải đặt khối obsidian đi bao giờ mới đập xong. Ôi dồi, thì mẹ lại còn cao nữa, khổ đéo chịu. Quái kẻ. Điệp mẹ. Mày uống nhiều canxi à? Mẹ sao cao thế? Chỉ chọn cái cây đó vừa thôi. Kéo kiểu. Nếu hy vọng gì không rồi. Ở chỗ này thì nếu có cây nào vừa rồi thì mẹ tận cây. Thế thôi ông đừng chặt ông đi về đây đi. Điệp mẹ tiếng, tự nhiên tiếng. Nên có làm nhà một tầng hay làm nhà mấy tầng? Một tầng thôi, nhà ông to vậy liệu. Chứ đâu có thằng bị biến zombie rồi, sao tự nhiên nghe tiếng. Ừ.
đi mẹ, một dân làm biến thành zombie ạ. Đi mẹ, chết nó đi. Nó bị giết hồi tối qua. Hay là chúng ta cứ giữ đó, khi nào có đủ đồ rồi quay lại cứu nó. Giữ cái luôn đi. Ở đây hình như cho nó viên táo vàng là được mà. Táo cấp. Đúng rồi, cho nó táo vàng mới được. Xin thần linh đi mà, anh xin thần linh cái đi. Để cứu nó. Không. Xin thần linh cái đéo đi. Trời ơi, phải... Xịt yêu Minecraft. Phải lấp nó thôi, nếu không dân làng khác vào mẹ bọn nó đi theo trong này thì chết mất. Bịt lại đi. Làm thật cái gì là bịt lại. Bạn Minecraft Apple Golden gì đó, Golden Apple. Không nhanh có mà. Thế có. Đâu, nó phải là cái thuốc gì chứ không phải là... Đó, đó. Thôi kìa. Không phải là... Thằng Đạt sao lại quyền 5 mít? À, quyền ngồi nào, em nhập tù lao trên chat đó cho mình nhập theo. Không cần. Bờ đâu ai làm thế. Sao của anh giấu được? Ô tin mày được không? Không, mày được gì? Được cái gì? Ô tên mình là gì nhỉ? Huy Anh. Huy Anh tự nhiên quên tên. Ô cái kim cương, cái thủy tinh bây giờ nhìn đẹp nhỉ? Nó đéo bị cái vạch vạch như ở trước nữa. Mà áp lên mới à? Thủy tinh đã bị... Sao anh không đưa AK-47 cho anh được? What? AK-47 chỉ có thằng nam mới được. Ơ chứ mẹ sao giờ không... Không đéo hy vọng gì trong cái ông này. Gần như mình làm hết ạ, khổ. Bởi vì em không muốn không làm có ăn nữa được không? Không làm có ăn. Không chung trời. Không chung trời đi vào thằng này. Anh cũng vậy thôi, làm vậy thôi ra là... Ai rồi cũng khác. Anh còn đào được cả stack gỗ này, mày làm được cái gì chứ? Em chạy vòng vòng và chết. Tuổi luôn. Mẹ cao nhỉ. Mày làm cái đéo đi à, nè. Cái chủ, em thấy nó khá là hay. Hay thì cũng có hay nhưng mà như cấp. À, mạnh. À, em nghĩ cái chỗ này nên đặt kiếm giày full gà. À. Thôi à, háo gà mạnh cũng có cùng suy nghĩ giống em hả? Đéo hiểu ạ, chỉ có mày mới là thằng ngáo ấy. Ở đây thôi. Đó gặp, mà nó có cùng suy nghĩ với em. Đây. Gì ạ? Được rồi. Mày không làm trò gì em mẹ. Xây nhà đi con. Mẹ, nó cứ đặt mấy cái cây xuống. Ai bảo không đặt, sao bảo đừng có đặt mấy cái cây nữa. Vậy. Gì ạ bạn? Nếu mọi người thì đặt người đi phá. Thằng nào làm cái gì đấy? Rồi làm ở đây này hồ bơi. Hồ bơi kìa cái đấy yên anh. Mày để yên tao, để yên. Ok. Em là đi designer từ hãng Gucci. Tất cả thiết kế nó có sẵn rồi, không cần phải làm gì khác. Đâu. Mày làm cái đéo thì mới được đúng rồi. Áo Huy Anh đặt à. Em nghĩ em đi chết. Chết đéo. Mày đi đi. Trời ơi, mệt mỏi quá. Thì nhảy thì hơi thấp nhỉ? Ừ, hơi thấp rồi. Cửa nó phải cao sang, mẹ quyến quý. Ôi, này này, trời ơi, bao đẹp. Rồi, này, làm công không gian thoáng hiểu không? Không gian thoáng. Ai có cái bàn... Đặt bàn cà phê đây, em nghĩ là nên đặt bàn cà phê đây. Con kính không ở đây. Mày nhìn thấy nó nhìn lên trên đi mày. Mày nghe. Cái gì? Ê bạn ơi, ủa Quy An ơi, ga đổi ba cái được cái nghiệp sắt kìa. Ba cái ngọc lục bảo được nghiệp sắt. Ba ngọc. Thì anh em tiêu lâu rồi em ạ. Quá anh ba viên ngọc lục bảo lấy ba cái bánh mì. Quá ấy kẹt. Mày nhìn lên trên đèn của tôi đi. Mày cái gì? Vào nhà nhìn lên trên. Tôi đéo, tôi kiểu nghe lên nó biết là một cái ý tưởng như cực của ông rồi. Nhìn đi, đẹp cực. Được không? Mày đọc cái gì đây? Quái. lên nhìn kìa, lên nhìn Vi Anh làm gì kìa. Cái gì? Làm cái lồ đi đây. Đem. Đem cái gì đấy? Mẹ. Nó cháy nhà bây giờ.
Điên là cháy nào được? Cháy tôi đây. Tính rồi. Mẹ. Tôi đặt từ nãy giờ có cháy đâu ông điên à? Nhớ nhiều. Mẹ. Đem đem đó. Đem. Đem cái lìn đấy. Đem. Mẹ. Thì anh vượt không phóng hỏa kè vì anh nhìn phóng hỏa. Dưới đẹp cực, nhìn từ dưới đẹp cực đi con. Không đẹp một tí nào cả cháy nha của mẹ. Cháy đéo được ông điên đi trong thủy tinh xong đây là đá. Đá. Đây là đá thì cháy đéo được. Nó bén nó một lửa đây. Từ hồi xưa tôi cũng làm cái trò như này, tôi để nó làm cái thùng rác mà cuối cùng cháy rồi cái nhà. Xây. Nó cháy được gì đâu bị ngáo à. Cháy được. Giống như nhà. Tôi nhiên đến một lúc này nó bỗng dừng nó bốc cháy. Con mẹ nó quen trượt nó kìa. Thằng đặt nghe đi, thủy tinh bốc cháy vào rồi chưa? Chưa. Bốc cháy nó lan sang cái ấy. Mẹ. Ever. Chả tôi dung nhà mày không nói ít thôi. Không. Tôi điên lắm. Tôi đổ không nước. No. Tao làm cái gì đây? Trời ơi. Mày có thể làm đi con mẹ. Cái lồn đã. Vậy ta lấy mặt.